phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. Người lao động tự giác thực hiện. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc các sản phẩm vệ sinh tay có chứa 60% cồn trong ít nhất 20 giây. Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Che kín miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khỉu tay áo, khăn vải, khăn giấy. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng. Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần tiếp xúc, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo ngay cho người quản lý hoặc cơ sở y tế để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.